Quay trở lại với kênh của Raymond Vlog, thì hôm nay mình sẽ đi thay nhớt cho chiếc Windex của mình. Đây là thương hiệu nhớt mà mình tin dùng trong suốt thời gian qua, và nhớt Fusicoli chỉ số cấp nhất là 10W40. Sản phẩm này có dung tích là 1 lít, và theo khuyến cáo của Honda thì là xe mình sẽ phải đổ 1 lít mốt, vậy nên mình đang có trên tay đây là 100ml chiết lẻ. Mà cá nhân mình sử dụng ấy, thì mình thấy cái cấp độ nhất 40 này vừa mấy xe mình nhất, vừa có thể đi trong phố, vừa có thể đi tour, và máy nó vẫn hoạt động cách trơn tru, không gào rú gì cả, rất là êm mượt. 1 lít mốt khi thay nhớt thông thường, và 1 lít 3 khi rã máy. Rã máy thì tức là các bạn đừng mở cái phần bên nồi á, làm lại nồi hay gì á, thì các bạn sẽ phải thay đủ 1 lít 3. Và cái thông tin tiếp theo các bạn nên quan tâm là chính là cái chỉ số nhớt. Đây mình đang có APISN Transformer 2. Thì cái SN này nó đang phù hợp với tất cả các loại xe 4 thì hiện nay. Đó, Transformer 2. Thì là các bạn có thể yên tâm là đi đến 2.000-2.500 cây các bạn phải thay. Cái này là đây, bạn có thể nhìn thấy Fully Synthetic Ester, tức là dầu nhớt gốc tổng hợp 100%. Nó không phải loại bán tổng hợp nhé, cái này là tổng hợp 100%. Và cái tem á, cái nhớt này đó, bên trong nó có rất nhiều. Này 3 lớp à, chắc là 3 lớp như là Motul á. Cái chữ số đứng trước VK này là cấp độ nhớt trong điều kiện thời tiết lạnh. Thì cái chữ số này nó càng nhỏ thì dầu càng loãng ở trong nhiệt độ âm, thì khi đó giúp xe khởi động dễ dàng hơn. Thay nhớt anh ạ. Cái độ bôi trơn nó vẫn còn rất là tốt.